giật mình như vậy. Tôi là người có vô ngạc nhiên giật mình. Bà người hay là vong? Tôi là một vong hồn. Vậy hả? Chết lâu chưa? Sao không ở nhà đi ra đây làm chi? Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi u ám mà Mỹ có giống linh dự. Lâm hiện tận tại đang ở một khu rừng rất vắng, coi như là không có gì chừng, chỉ có già bà que hay như hai ba con gà gì ở đâu là đây của người ta không biết ở đâu. Em coi rất là vắng nha bà bác nè. Có cái đường đi này nè, tại dù đường thì sáng năng sáng gì đó thì là mình thấy rất là âm u. Và trời tầm đang khoảng 10 giờ là mặt trời thì không có nắng, cho nên là mới bật cái máy lên đây và đi vòng vòng vào đây chia sẻ cho bà con các bạn xem thì có cái dòng gì ở đây không. Cũng đi tìm rất là nhiều, quay có thì chia sẻ cho bà con các bạn xem, còn không có thì thôi. Đường người ta đi sáng mặn là gì, có lối thì ôi ai vậy trời, cái ông bà bác xin chào. Trời đất ơi, không phải người không? Không biết phải người không nữa mà tôi cứ... Thôi mình đặt cái máy là mình giao tiếp thử. Bây giờ tôi phải người không nữa mà. Là sao? Thôi mình lỡ mình giao tiếp với họ thôi. Tôi ngạc nhiên giật mình như vậy. Tôi là người có vô ngạc nhiên giật mình. Bà người hay là vong? Tôi là một vong hồn. Vậy hả? Chết lâu chưa? Sao không ở nhà đi ra đây làm chi? Tôi vừa mất ngay trong bữa 29 Tết đâu mà. Vậy hả? Ở đây làm gì? Tôi đang đi kiếm bạn bè, như là kiếm người cùng tôi để tâm sự mà. Sao ông kêu tôi giật mình đó chứ? Tôi nè, tâm sự tôi đi. Được trai không? Được không? Tạm. Nói chuyện chơi. Ôi kiến. Ê, bà quỷ bà không bị kiến cắn hả? Tôi đang đi kiếm người cùng tôi tâm sự bằng mạng hả? Sao ông kêu tôi làm tôi giật mình đó chứ? Trời ơi. Chắc là mát mẻ không thấy không? Vừa yên tĩnh vừa mát mẻ đúng không? Bầu bự tâm sự cho mũi cắn thấy bà. Anh em bầu bự tâm sự cho mũi cắn. Ừ, sao đẹp quá vậy? Ồ, còn nhạy đẹp quá ta. 45 tuổi rồi ông à. 45 tuổi còn ngon quá ha. Không lên cành đó. 45 rồi ông. Hồi còn sống có bạn trai, có vợ, có gia đình gì chưa? Chồng tôi hả? Ừ. Chồng tôi thì... Có chồng rồi hả? Có chồng, có con rồi ông à. Ồ, gì hết cơ hội. Ồ. Chồng tôi thì mất trước tôi 10 năm rồi. Vậy hả? Chồng tôi thì bệnh mất trước tôi 10 năm. Còn tôi mất ngày 29 Tết. Ừ. Rồi muốn nghe tiếp không? Nghe gì? Rồi ông đang hỏi tôi nè, ông còn muốn hỏi gì nữa không? Hỏi sao chết thì trả lời đi. Tôi mất 29 Tết vừa rồi. Thì chồng tôi mất cách đây 10 năm rồi, chồng tôi bị bệnh rồi mất. Chồng mẹ mẹ con. Còn tôi kiên trì quá, có con một mà ông. Có con nè hả? Rồi con một mà ông biết đó, tôi 45 tuổi rồi. Con tôi thì cũng 30 rồi. Không biết con một rồi đương nhiên mình cưng rồi phải không? Nhưng tôi chiều ruộng lắm. Rồi đầu vàng có vàng, đầu xe có xe, đầu tiền có tiền. Mà làm nghề gì mà giàu dữ vậy? Tôi cũng buôn bán kinh doanh đồ sống qua ngày thôi không à. Nhưng mà tại vì chồng chết rồi cũng để lại số tiền đó, có đất đó, rồi hai mẹ con sống. Người bán miếng đất đó cũng có tiền rồi. Người sanh ra nó ăn chơi. Lúc mà nó thấy mẹ nó có tiền đó. Ừ.
nó sanh ra nó tụ tập với bạn bè không, bạn bè nó là hút chích có nè, cờ bạc có nè, đá gà có nè, nhậu ăn chơi có nè, rồi tài bạc có nè. Ngày 29 Tết, Tết thì không biết rồi, những ngày đó thì tài bạc vụ chè đó không. Nó thấy mẹ nó có tiền quá rồi, rồi cái nó tài bạc, nó xanh ra, nó đánh bài quá trời ơi. Mấy ngày Tết nó đánh thua mấy trăm triệu. Xe tôi mua xe cho nó đó, tay luôn chiếc xe ông ơi, tay. Rồi vàng tôi sắm cho nó đeo đó, vàng nó cũng bán, nó cầm cố, nó đổ vô tài bạc, nó thua hết đó không. Thua hết rồi về nó kêu tôi đưa tiền mà tôi đi tiền bạc là lúc đó nó cạn kiệt rồi, đâu còn nữa mà đưa. Nó mẹ đã đưa cho con hết rồi, mẹ khuyên con hoài không được, bây giờ con về đây con hành hạ mẹ nữa sao mẹ chịu nổi. Rồi trong khi đó nó có vụ đó không, bỏ tôi đi ra rồi, nó có vụ tôi bỏ tôi ra rồi, nó nói bây giờ bà đưa không, bà không đưa tôi giết bà. Mà tôi nghĩ là nó là con trai một chứ chật cưng đó, không lẽ nó giết mình đúng không. Cưng lắm, thương lắm, nó nói bây giờ bà không đưa là tôi giết bà chết. Nó tôi cũng bỏ đi ra, tôi có nó ăn phải không. Tôi đi ra ngoài tôi cung cơm đi cho con chó tôi nó ăn. Cái tôi đang lây quay vậy nè, lây quay ngồi mà đâu có biết đâu không. Lây quay tôi ngồi tôi cho con chó cưng nó ăn. Rồi về đâu nó làm thiệt không. Nó lấy cái dao á, nó lấy cái dao mà dạng như cái dao, nó bén đi như cái dao mà ba của mấy người bán thịt heo gì đó, nó bén lắm nha. Đấy, ở tôi đang cho con chó nó ăn, cái nó ở làm sao nó cầm cái dao đó, nó đẩy tới ngay cuống họng tôi sực sực ông ơi. Rồi là bắt đầu người ta, cái bà kế bên nhà bà thấy đó không, bà thấy ú ớ ú ớ đó, là lúc đó là nó đứt cuống họng tôi rồi, máu ra linh láng rồi, để phải la làng lên. Rồi bắt đầu nó cầm dao nó ruột bà kia. Nhưng mà bà kia bà có con cái bà đó, con cái bà chạy ra kịp nên bà còn sống nha không. La làng lên nó chạy, bỏ nó tẩu thoát luôn ông ơi. Tẩu thoát xong rồi, rồi dân làng rồi dưới sát bên nhà xúm lại đó, xúm lại bệnh cái cuống họng tôi. Nhưng mà tôi nói ông bệnh cỡ nào bệnh là người ta kêu chở đi, là tôi nói hết cứu rồi. Tôi nghĩ coi cuống họng mà nó đứt lìa rồi sao cứu nổi. Người ta nói thôi thôi bây giờ là tả không có đường nào cứu quả nữa hết trơn á, thôi bây giờ trước sau thì bác cũng chết à, không có thể nào chở đi được, thôi đưa bác vô nhà cà này kia đi rồi lấy chiếu quắn rồi lại chứ làm sao. Thì tôi nói ông là tôi nghe tới đó là bắt đầu tôi lụm rồi đó không, lụm củ tỏi rồi sao hết biết gì luôn rồi, là tôi mắc như vậy đó ông à. Rồi con ở lại ở mình thì con lúc đó là nó hoảng quá, nó biết là hô lên vậy là nó biết tôi không thể nào tôi sống nổi rồi, nó tẩu thoát luôn, nó trốn luôn, mất tiêu luôn. Con mà giết mẹ trời, mất hiếu vậy. Trời ơi, nó cắt cổ luôn mà ông, rồi không biết sao không? Khi chết đó là nó không có về luôn, nó không có về nó làm luôn, rồi chị em tôi xuống lại làm đám cho tôi luôn không à. Có đứa con một đó hả? Đứa con một, con cưng luôn đó ông. Thiệt đúng là mất dạy. Mà cho hỏi chị nghe tên gì vậy? Tôi tên là Lê Đào, năm nay 45 tuổi. Lê Đào hả? Đào Lê. Lê Đào, muốn kêu Đào Lê gì đó cũng được hết. Hiểu không? Chết này bao lâu rồi chị? Ngày 29 Tết đó không? 29 Tết, 29 Tết nào chị? 29 Tết vừa rồi đó. Vừa rồi là năm ngoái đó hả? Thì vừa rồi cái Tết của mình ăn Tết năm vừa rồi luôn đó. Ồ, nay cũng cả năm mà ha, cũng mấy tháng rồi. Chị ơi, chết đây mà. Mới đây mà. Chưa giáp năm nữa, trời đất ơi. Trước năm rồi sao mà ở nhà cho người ta cúng thờ đi ra đây chứ trời. Ở tôi không muốn nhìn thấy thằng con trai đất hiếu đó nữa không à. Nó có ở nhà không mà bác hiếu? Nghe nói là tôi còn cái nền là nó về rồi nó tán cái nền đó rồi nó ôm số tiền đó, nó đi nữa mất tiêu luôn rồi không ơi. Tôi nghe thoáng thoáng là vậy mà. Nhưng mà tôi muốn tìm quên lãng cái thằng con bác hiếu đó tôi mới đến đây đó ông. Nói lúc trước sống là mình sống ở đâu? Trời ơi, quê đâu không nhớ đâu, là thiệt tình chết chứ ngu. Không để cho tôi tình tâm, để vì tôi đến đây này nó lạ quê lạ quắc à. Cái quê tôi ở
như là ở Long Xuyên rồi đi qua cái sông nữa. Ừ đúng rồi, đi lên cái đường lên Long Xuyên không, nhưng mà tôi ở bên Cồn Khương á không, tôi còn phải là đi cái đò, đi một cái đò nữa mới qua tới Cồn Khương không à. Rồi biết chỗ đó rồi. Rồi bây giờ thấy hoàn cảnh của chị nhà tội nghiệp quá, có cần em giúp đỡ cho được siêu thoát không? Bây giờ chưa đủ năm, chưa đủ ngày, chết cô này chết giống chết quan. Chỗ mà chị có duyên á, từ đó giờ ông bà có bắt ơi, từ đó giờ em mới gặp cái dông là chết mấy mấy tháng trời, mới mấy tháng, năm nay tháng tính ngày mình là tháng không được tháng 10 rồi hả? Ủa tháng 9 rồi, tháng 8 chứ, thì coi như chị mất đây mới có 8 tháng rồi, đúng không? Thì tôi mất 29 Tết luôn đó anh, chưa kịp ăn Tết nữa mất. Thì đó, tôi chưa kịp hưởng tới 30 mùng 1, tôi chưa kịp hưởng nữa là tôi đã hổng rồi. Thời gian gì đó chị nhiêu tuổi? Về hiện tại giờ tôi 45 tuổi. 45 tuổi là nếu mà ăn được cái Tết là được 46 tuổi. Thương nghiệp chị. Thôi, thấy sinh chắc mẹ độc thân nuôi con nó đẹp vậy, nhưng mà không ngờ con mất dạy quá. Đúng mất rồi. Dạy rồi, mất hiếu rồi. Nó mất đủ thứ mất hết trơn, nó mất nhân cách, nó mất cái tình người, nó mất cái tâm của loài người, thiệt tình. Thằng đó chắc bị cán bộ cũng như chính quyền người ta can thiệp vô, ta hốt nó rồi. Thì bà chết thì chắc lẽ không biết gì rõ nhiều đúng không? Đúng rồi, tại vì... Chỉ biết chỉ có lúc chết thôi. Đúng rồi, tôi chỉ biết cái lúc đó xong rồi, không biết sao tôi thành vong hồn rồi. Tôi không có muốn nhớ tới thằng con mất hiếu nữa cho nên tôi mới trâu dạt lên tới đây đó không? Ở đây là vùng bị núi, hiện tại giờ đang ở Hiên Cốc Sơn. À, bây giờ thì chị cũng như là gần giáp năm, có thể là giống như mãn tang, có thể chị đi siêu thoát. Mà từ ngày mất tới giờ này có ông Hách Bạch Nêu Thường nào lên đi kiếm chị không? Không, chắc tại vì tôi quan ức quá cho nên là tôi cứ vong thành trong hồn rồi tôi đi hoài, tôi không có gặp ông nào hết trơn. Các cổ cái toàn nè, con giết mẹ chết quen ha, thằng trời đánh. Thôi bây giờ thì chị ơi, chuyện nó cũng đã xảy ra, giống như cái nghiệp đời trước của chị gieo đó, thì đời này chị phải trả, nhưng mà trả con của mình thì nói chung là cũng không có gì buồn. Đó là cái nghiệp mà mọi chuyện nó nhân quả. Thì hôm nay có duyên lành gặp em tự giới thiệu em là pháp sư nhỏ xíu xíu và sư phụ của một vị tiên ông ở đây nè, ở núi Cấm này nè. À, thầy dạy cho những thực ẩn, những cái nghi thức cúng kiến cho vong linh được ấm no và giúp vong linh về mùa chùa. Thì em gặp chị thì em giỡn với chị thôi, chứ em với chị là một người cõi âm, một cõi dương, đâu có đến với nhau được, mà cũng đâu có, chỉ có tình cảm mà em giúp chị thôi, không ai thấy được chị đâu. Em là pháp sư em mới thấy được chị thôi, chứ nếu mà chị ở đây lâu lâu như người ta, có người ta đi sắn măng làm gì ta thấy chị được, đúng không? Rồi mưa gió thế này chị trú ngụ ở đâu, rồi ai cúng cho chị ăn cái gì không? Mưa gió hả? Đó. Ừ. Những cái cây mà bự bự là mưa, mỗi lần mưa gió là đi nuôi vô đó đó không? Núp chấm á. Sao không kiếm mấy cái nhà quan nào vô đó ở cho nó đỡ? Tại vì nơi đây tôi thấy yên tịnh và thoải mái không? Không thấy đó, vắng vẻ vừa yên tịnh nữa không thấy không? Cho nên là tôi yêu cái không gian mà vắng vẻ như vậy lắm không à. Hầu như là quan hồn nào cũng yêu cái không gian mà nó vắng vẻ đó không. Vậy thì bây giờ em sẽ làm một nghi thức cúng cho chị được ấm no. Sau đó thì em giúp cho chị về một cái ngôi chùa vong linh của em thành lập, cho về đó tu mà mau chuyên kiếp thành người nha chị. Bây giờ thì chị cúng cơm cho chị nha. Rồi, cảm ơn không? Dễ thương quá trời đất, nói mà ừ lì lì, công nhận mà dễ thương quá mà bác ơi. Chị ra ngoài chị nha. Rồi, không bao có bác ơi. Lâm sẽ tìm một cái vị trí nào đó, Lâm sẽ đặt các bạn nghi thức cúng vô cái dòng này nha. Sau khi cúng xong mình nha, cho chị ra mình giúp chị về chùa luôn nha mà bác ha. Rồi, như vậy nha mà bác ha. Thì Lâm tìm chỗ cái, chỗ nào được cái Lâm sẽ đặt luôn nha. Bác ơi, anh thấy chỗ này nó cũng trống nè, nó xây dọn ở đây luôn.
giúp cho cái dòng này. Hiện tại giờ làm đang ở gặp cái sờ, có gì ăn rảnh đi thăm sư phụ. Mai làm gì rảnh được, biết bao nhiêu dung linh đang chờ mình, sao rảnh được không bao. Cái chân què cũng phải đi. Đây chắc không phải một cái dòng này. Anh thấy nó vắng dễ lắm không bà? Gỗ vắng quế què. Cũng này lạ chỉ là dùng nhau không ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Hội Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát, Nam mô các hương linh thổ thần, các chư vị chư thần, thần đá, thần đường núi đâu ở đây. Đặc biệt cái lòng chị Đào ơi, Đào chị hãy dùng bánh trái em giúp chị về chùa tu lành tu hiền chuyển kiếp thành người nha chị. Bà dễ thương lắm bà ơi. Tóc ngắn đẹp ghê luôn. Thì tình có người mẹ dễ thương vậy mà nỡ lần nào mà sát hại là mẹ của mình vậy. Đúng là con bất hiếu thực sự. Làm cái lưu ra cái gì vậy? Cảm ơn chú em. Cảm ơn chú em nhỏ đã cúng cho tôi nha. Nghĩ lại buồn như vậy, chưa kịp ăn Tết nữa là đã bị mắc mạng rồi, buồn quá. Có một thằng con một hả, con trai duy nhất trong cuộc đời, bao nhiêu tình thương dành cho nó vậy đó mà không ngờ nó lại cắt cổ tôi. Tôi chết thật là thương tâm quá, chết oan chết ức. Ngại người dân nó giết mình cũng không có đánh đổi. Nếu như người dân giết mình không có đánh đổi, mình tức. Còn này con ruột của mình mà nó giết mình cho nên mình tức lắm.
cho nên mình buồn lắm. Nếu như người dân mà ra tay sát hại mình á, thì mình không đến nỗi mình buồn phiền, mình đau lòng. Còn này con ruột của mình chắc có sẽ lẽ cái sự buồn phiền giảm bớt như vậy, cho nên mình cứ không thể siêu thoát. Nay gặp được ông này tôi mừng lắm, cảm ơn ông. Lúc mà tôi chết rồi nè, tôi muốn quên đi cái nỗi đau đó, tôi không muốn nhìn thấy thằng con Bắc Hiếu đó, mà tôi đi mãi tôi lên tới nơi này. Mà tôi khi tôi lên tới nơi này rồi thì tôi cũng không biết cái thằng con trai nó như thế nào nữa, tại vì tôi buồn lắm, cho nên nó như thế nào tôi cũng bây giờ tôi cũng không quan tâm tới nữa. Tôi ăn thì ăn vậy thôi, chứ mà tôi nhớ lại cái chuyện mà bị cắt cổ con trai tôi nó giết á, tôi buồn lắm ông à. Nhớ lại là tôi buồn lắm, tôi ăn cũng không ngon vô nữa. Khi mà buồn chứ không có tâm trạng rồi nghĩ tới những chuyện mà con nó giết mình nữa, ông nghĩ sao tôi vui được. Nếu như ông nói ông giúp được mình thì chắc có lẽ mình sẽ nghe theo ông thôi. Chứ mình cứ lưu lạc như vậy, rồi nhớ về thằng con Bắc Hiếu nữa là mình buồn lắm. Tôi có thằng trai một duy nhất luôn đó ông ơi, tình thương tôi dành cho nó biết bao lâu, biết bao nhiêu. Không ngờ tôi lại chết dưới tay con trai của mình. Chết dưới tay con trai của mình thật là đau thương quá. Vừa thương nó mà vừa hận đó nữa ông ơi. Vừa thương mà vừa hận đó. Ở bây giờ thì tôi đã dùng xong rồi. Nếu như ông giúp tôi thì tôi sẽ theo ông, tôi quên, cố quên hết những chuyện đau buồn này xảy ra trong đời tôi không à. Thì ông bà con bác ơi, chắc có lẽ chị gái này ra dùng, mình sẽ làm cái thật cho chị gái này ra. Mình trò chuyện chị gái này chút xíu nữa, hoặc là có thể mình giúp chị gái này đi luôn về chùa để mà tu nha mà bác ha.
phiên chỉ bỏ buông buông bỏ sự oán thù để mà mau gì đó tu cho thanh tâm yên tĩnh để mà tu đi, mau chuyển kiếp thành người nha mà bác ha. Chào em đi, chào em pháp sư đi, dễ thương. Dạ em chào chị yêu, dễ thương quá trời đó, tội nghiệp chị quá, thấy bà tội nghiệp quá. Ừ trời, thì tình không ai thì chồng lại mất, chị giống như gà mái nuôi con vậy đó, tội nghiệp đã gì gặp đứa con mất thiếu nữa, thiệt tình trời phụ bạc nữa trời, sao mà không thương chị hả chị ha? Tại vì nó lúc đó nó lậm nhiều thứ không mà, nó lậm nhiều thứ quá rồi cho nên là nó kêu tôi là tiền tiền, mà lúc đó là tôi đã cạn rồi. Ừ. Mình không còn nhu cầu đáp ứng nữa thì không biết sao nữa. Chứ nó có rượu trong người đó không, chắc nó máu, cái máu thú vật nó lên rồi cho nên nó mới cắt cổ tôi. Mà mẹ ruột của mình mà làm gì, đúng rồi, đứa con bất hiếu mẹ ruột mình còn vậy với người khác đi, nó khai đau nó cẩu rụt rảo nó bay đầu hết quá. Thằng này đúng là nó phải để pháp luật trừng trị mới được hả chị ha. Nếu như mà lỡ một ngày nào đó mà chị biết được thông tin con của chị đã bị người khác bắt hành vì cái tội mà đối xử với mẹ mình bội bạc với mẹ mình như vậy, người ta tử hình luôn, chị thấy chị có buồn cho con mình không? Tôi vừa thương mà tôi vừa hận nữa, tôi buồn lắm. Tôi vừa thương mà tôi vừa hận nữa. Nhìn bà hồi trẻ hồi còn sống bà thấy chắc bà cưng lắm ta, bà dễ thương vậy mà con trai mình đúng là con trai bất hiếu rồi. Bởi vậy tôi nói đời chị biết không, nếu có dai có trả, ví dụ như chị đời trước chị gieo cái nhân gì á thì nó sẽ gặp cái quả đó, cho nên bây giờ chị mang kiếp nợ này á, giống như cái nghiệp của mình, cái nợ của mình kiếp trước á, mình phải trả, cho nên mình không có gì để buồn, phải vui vẻ đi. Có người người ta biết ra ngoài con mình nó không thích mình, nhưng ngoài đời biết như người ta quý mến chị, vừa dễ thương vừa hiền, thấy không, mà vừa biết lo cho con nữa, vô đẹp nữa chứ. Bây giờ em giúp chị về ngôi chùa tu gì đó thì người ta cúng kiến vậy nè, chị cứ ấm nôi đó, chị đừng có suy nghĩ gì hết trơn á. Vậy đó ráng tu mà chuyển kiếp thành người. Em là em quý mến những người còn sống vậy đó, mà cái vong thì em lại quý mến hơn, tại mục đích em là giúp đỡ vong linh mà. Thấy những vong linh mà cứ lang thang chết lang thang không ai giúp đỡ, em thấy em xót, cho nên là mà thầy mới dạy cho em những thực ấn để giúp vong linh. Thì thôi bây giờ em giúp chị đi nghe chị đẹp ha. Rồi tôi cảm ơn chú, tôi cũng muốn tìm nơi lãng quên cái thằng con trai bất hiếu này lắm chú à. Tôi không muốn nhớ đến nó nữa. Kệ đi, đừng có buồn phiền gì nữa. Vậy đó chị nghe kinh kệ, chị niệm Phật nhiều vô là tâm chị sẽ an và quên đi những chuyện nó xảy ra. Rồi mọi chuyện nó đều là nhân quả, tâm chúng ta lúc nào cũng an nhàn nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ tốt hơn chị ha. Vậy đó tu nha chị nha. Niệm sáu chữ môi Phật em nha. Tôi xin cảm ơn ông nhiều lắm. Ngay đi Phật. Thì ông bà cô bác ơi, lúc này Lâm thường là Lâm sống ít có đánh quỷ hay làm gì, cho nên gặp những cái vong họ hiền, họ dễ thương, họ dễ mến lắm. Rồi video của Lâm sẽ kết thúc tại đây, hẹn bà bác những video tập tiếp theo. Rất mong bà bác hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh Lâm để Lâm có động lực đi giúp đỡ những linh nhiều hơn. Những cái lượt like cũng như lượt đăng ký của ông bà cô bác là một cái động lực rất là lớn để mà Lâm thứ nhất là Lâm có được cái thu nhập trên ông bà cô bác xem để mà có chi phí để mà đổ xăng với mua những cái thức ăn, những cái đồ cúng như cúng như vong linh nha mà bác. Lâm chỉ cần như vậy thôi, chứ trên nền tảng video của Lâm không có kêu gọi bất cứ ai và cũng không để số điện thoại. Nếu mà ông bà cô bác có cần thì ông bà cô bác hãy tìm những video cũ có thể có số điện thoại mà có thể liên lạc với Lâm nha mà bác ha. Rồi, Lâm xin chào mọi bác, hẹn mọi bác những video tập sau ạ. Bây giờ ở đây là Thiên Cấm Sơn rất là nhiều, Lâm có rảnh Lâm đi thăm thầy. Rồi, như vậy nha mọi bác, chào tạm biệt mọi bác nha.